lễ di quan, an táng và những kỷ vật chôn theo nghệ sĩ Ngọc Đáng. Sau khi đặt xong di vật vào áo quan, các nghệ sĩ cùng nhau bước tới nhìn mặt nghệ sĩ Ngọc Đáng lần cuối. Cách đây ít giờ, tang lễ chính thức và lễ động quan của cố nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng đã diễn ra tại bang California của Mỹ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài giới cải lương, cổ nhạc. Theo di nguyện của cố nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng, bà không muốn hỏa táng mà muốn được chôn cất nguyên vẹn. Vì thế, dù đã vài tuần trôi qua kể từ khi qua đời, nhưng di hài của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng vẫn được bảo quản vẹn toàn. Trong đám tang, ban tổ chức cho phép mở áo quan nghệ sĩ Ngọc Đáng nằm để khách tới viếng được nhìn cố nghệ sĩ lần cuối. Thi hài của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng được chăm chút cẩn thận, trang điểm và mặc đồ diễn cải lương lộng lẫy, đầu đội tóc giả cầu kỳ như đang đứng trên sân khấu. Đại diện nhóm nghệ sĩ cổ nhạc phương Nam, nhóm nghệ sĩ cải lương đứng ra lo tang lễ cho nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng, chia sẻ: "Bây giờ tất cả những món đồ riêng tư của chị Ngọc Đáng được chị yêu thích khi còn sinh thời đã được chúng tôi cho liệm theo chị xuống dưới để chị dùng cho vui vẻ. Việc này đã được sự đồng ý của bạn bè, người nhà chị Ngọc Đáng. Trong đó có chiếc iPad, chiếc điện thoại, quần áo, đồ trang sức, phấn son, tư trang." Nghệ sĩ Cẩm Thu, vợ cũ của nghệ sĩ Linh Tâm, là người tận tay đặt từng món đồ và áo quan để chôn theo nghệ sĩ Ngọc Đáng một cách cẩn thận, chỉnh chu nhất. Cô cũng là người túc trực bên linh cữu nghệ sĩ Ngọc Đáng và thường chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, trang sức cho đàn chị. Sau khi đặt xong di vật và áo quan, các nghệ sĩ cùng nhau bước tới nhìn mặt nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng lần cuối. Ai nấy đều xúc động, nghẹn ngào nói không nên lời. Mỗi người cầm theo một nén nhang để thắp cho nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng. Tham dự đám tang nghệ sĩ Ngọc Đáng có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài cổ nhạc như Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm, Bảo Quốc, Tài Linh, Kim Anh, Khánh Ly, Mai Lệ Quyền. Tất cả đều tỏ ra thương tiếc nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng. Nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ đôi lời và góp một tiết mục trình diễn để tiễn đưa cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy nhìn đàn chị rất lâu không rời và bật khóc nức nở. Cô Thủ Thủy nhắn nhủ nhiều điều với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng. Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm và Hồng Loan cũng khóc nức nở. Nghệ sĩ Phượng Liên thì đứng nhìn đàn em một lúc rồi khóc, lưu luyến không rời. Nghệ sĩ Lê Tính đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Ấm tình nghệ sĩ, khi sống nhiều người thương, khi mất đi để lại biết bao nhiêu liên tuyết cho đồng nghiệp và khán giả. Vĩnh biệt má, cố nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng."